Trời, giữa trưa nắng mà bạn là em nổi da gà mấy lần. Nếu không phải là em á thì sẽ là Eric nha. Bài này Eric mà hát là bá cháy luôn á. À, xin chào hai anh ạ. Nhìn nghệ quá nha. À, em tên là Vũ Tiến Việt ạ, nghệ danh là Việt Puzzle, và ngày hôm nay thì em xin phép được dự thi một ca khúc pop ballad. Ok. Một sáng tác được mang tựa đề là Nếu không phải anh thì sẽ là ai. Ok, mình hát thôi. Cầm tay em vẽ anh sao rơi, nhưng sao được nữa, có người khác rồi. Sao chẳng hề nói trước chuyện ta sẽ dừng lại, cứ níu giữ đến khi chạm mặt anh đến. Cười thoáng chốc mà thâm tâm đắn đo khôn cùng, anh có đang như thế không? Người từng là tất cả giờ bỗng hóa thành hư vô. Có phải vì yêu quá nên đã mất chưa ngờ? Rồi khi thấy dãi khờ cũng chẳng kịp nữa. Dẫu nương man hòa theo những tiếng mưa, một lần mang vết sương ngàn năm vẫn còn vết sâu. Tại sao em không thể nào nói với anh rằng dừng ở đây nhé anh, quá khứ hãy bỏ qua, anh sẽ đi thật xa. Chẳng hề nói trước chuyện ta sẽ dừng lại, cứ níu giữ đến khi chạm mặt anh. Cơn thoáng chốc mà thâm tâm đớn đau khôn cùng, anh xứng đáng như thế không? Người từng là tất cả giờ bỗng hóa thành hư vô. Có phải vì yêu quá nên đánh mất chưa ngờ? Rồi khi thấy dãi khờ cũng chẳng kịp nữa. Dẫu nước mặn hòa theo những tiếng mưa, một lần mang vết sương ngàn năm vẫn còn vết dấu. Sao em không thể nào nói với anh rằng dừng ở đây nhé anh, quá khứ hãy bỏ qua, anh sẽ đi thật xa. Đời từng là tất cả giờ bỗng hóa thành hư vô. Có phải vì yêu quá nên đã mất chữ ngờ? Rồi khi thấy dãi khờ cũng chẳng kịp nữa. Dẫu nước mặn hòa theo những tiếng mưa, một lần mang vết sương ngàn năm vẫn còn vết dấu. Tại sao em không thể nào nói với anh rằng ở đây nhé anh, quá khứ hãy bỏ qua, anh sẽ đi thật xa. Thì thôi, nhận về đớn đau, đem về để cất giấu. Vì nếu không phải là anh, thì sẽ
có bạn lấy cho Khoa ít rồi ăn, bạn ấy chấm nước mắt. Không, thực sự luôn là trời giữa trưa nắng mà bạn làm nổi da gà mấy lần. Nếu không phải là em á thì sẽ là Eric nha. Bài này Eric mà hát là bá cháy luôn á. Cái kiểu nhạc như thế này á thì ở thị trường á là Vương Anh Tú với lại Mr. Siro đã làm rất nhiều rồi. Nhưng mà em vẫn làm nó rất là tốt. Quan trọng là đây là một bài hát rất là hay. Hay về lyric, hay cả giai điệu. Và em cũng hát hay nữa. Thế thôi. Tuyệt vời. VPBank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.